chân dung nhân vật đế tung hay thần hành thái bảo Đới tung một trong 108 vị anh hùng lương sơn bạc Đới tung hay đái tông phiên âm đúng là Đới tông ngoại hiệu thần hành thái bảo hay ông từ đi nhanh là một nhân vật trong chuyện thủy hử đứng thứ 20 trong 108 đầu lĩnh lương sơn bạc trong chuyện, ông có phép thần hành đeo một chiếc giáp mã vào chân có thể đi 200 dặm một ngày đeo hai chiếc giáp mã có thể đi 400 dặm một ngày đeo bốn chiếc giáp mã có thể đi 800 dặm. Trước khi gặp Tống Giang, đới tung làm coi ngục ở Giang Châu, ở cùng với Lý Quỳ là ngục tốt nhân. Vì có võ nghệ giỏi nên trong ngục ai cũng sợ ông. Đới Tung có mối quen thân với quân sư Ngô Dụng ở Lương Sơn và rất yêu quý Tống Giang. Gia nhập Lương Sơn Bạc Sái chi phủ Giang Châu biết chuyện Tống Giang đề thơ làm phản ở Lầu Tầm Dương. Liền sai Đế Tung đưa thư đến cho cha là Sái Kinh Thái Sư ở Đông Kinh báo cho biết việc này. Nhưng giữa đường bị Chu Quý phát hiện liền dắt Đế Tung lên Lương Sơn hỏi chuyện. Ngô Dụng biết tin Bèn dùng kế giả thư kêu Đế Tung mời tiêu nhượng, và Kim Đại Kiên đến để làm giả thư hồi đáp của Sái Kinh viết rằng đem áp giải Tống Giang tới Đông Kinh sẽ định đoạt, rồi giữa đường tiểu cái sẽ đem quân Lương Sơn cướp lấy xe tù giải cứu Tống Giang. Đế Tung vâng mệnh đem phong hồi thư giả về cho Sái Chi Phủ. Sái Chi Phủ biết giả liền cho lệnh đem Đế Tung cùng vào tử ngục với Tống Giang chờ ngày xử trảm sau đó tiểu cái cùng các vị hào hán Lương Sơn đã cướp pháp trường Giang Châu giải cứu Tống Giang và Đới Tung, hai người bèn gia nhập Lương Sơn. Sau này, Đới Tung đã có công giúp cho nghĩa quân Lương Sơn bạc thám thính tình hình quân giặc, đặc biệt là trong trận đánh với Trúc Gia Trang, tăng đầu thị vào phương Lạp. Cái chết của thần hành Thái Bảo Đới Tung Sau khi Tống Giang bị triều đình hại chết, Đới Tung trả lại quan bằng, trở về châu Thái An làm thủ từ lo việc đèn hương thờ phụng Ngọc Hoàng Thượng Đế một hôm mời đạo hữu đến vĩnh biệt rồi cười vang mà mất